nay Dương Vi sẽ chia sẻ một bài viết của An Nhi được đăng trên báo Công an Nhân dân ở chuyên mục chống diễn biến hòa bình với tiêu đề Sự thật sau lớp áo ngụy trang. Trong lúc Dương Vi chia sẻ bài viết, vừa chia sẻ, Dương Vi sẽ đưa thêm một số ví dụ hoặc có thêm một số cái phân tích để nó sinh động thêm trong cái bài viết đấy. Có gì tác giả bỏ qua cho Dương Vi nhá. Chào Đồng Khởi. Sự thật sau lớp áo ngụy trang. Lấy danh nghĩa đấu tranh đòi dân chủ, tiến bộ vì nhân quyền tự do, vì một xã hội văn minh, không ít đối tượng đã khoác vỏ bọc ngụy trang để thực hiện các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá đất nước. Khi tấm áo xã hội dân sự được rũ bỏ, họ buộc phải hiện nguyên hình. Hiện như thế nào thì đối với kẻ như bị can Phạm Chí Dũng ấy, bị kết án là 8 năm tù. Đấy. Sau đây Dương Vi sẽ kể một số gương điển hình để cho mọi người biết rõ về cái bản chất của cái đám này này. Trong đó có cả Nguyễn Đăng Tính nữa. Điển hình nhất trong các hội nhóm tự xưng tự hoạt động trái pháp luật với chiêu bài xã hội dân sự là Hội Nhà báo Độc lập do Phạm Chí Dũng đứng đầu, danh xưng hoạt động vì xã hội dân sự, vì sự tiến bộ đất nước. Song bản chất của tổ chức này là làm điều trái ngược lại. Đấy. Ngày 21 tháng 11 năm 2019 này, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can và kèm theo cái lệnh khám xét đối với Phạm Chí Dũng, 53 tuổi, quê quán ở tỉnh Đồng Tháp, thường trú tại phường 1, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 của Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 và được sửa đổi bổ sung năm 2017 ấy. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thời gian qua bị can Phạm Chí Dũng có nhiều hoạt động công khai vi phạm pháp luật rất là nghiêm trọng và rất nguy hiểm, tác động xấu đến sự ổn định xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự thành phố. Do đó, việc khởi tố để điều tra đối với Phạm Chí Dũng là rất cần thiết và đúng quy định của pháp luật. Mà cái tên Phạm Chí Dũng này bị bắt ấy, các nhà đấu tranh dân chủ quậy ở hải ngoại, nó đăng đàn, nó tố là cơ quan an ninh điều tra Việt Nam bắt giam người trái pháp luật, nào là không có nhân quyền, đặc biệt là đài BBC và RFA, VOA. Đấy, cái bọn đấy lúc nào nó thấy cơ quan an ninh bắt những nhà đấu tranh dân chủ quậy phản động này thì bọn chúng làm sao? Liên tục mở live stream, viết bài, viết báo, đăng lên các trang group, đăng lên YouTube, Facebook. Đấy. Mà theo tài liệu của cơ quan chức năng ngày 4 tháng 7 năm 2014, Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, viết tắt là EGAVN, ra tuyên bố thành lập EGAVN, tức là Hội Nhà báo Độc lập ấy, với số lượng ban đầu hàng chục thành viên, nội dung điều lệ hoạt động của hội thể hiện quan điểm là tổ chức xã hội dân sự. Về việc tuyên bố nói trên và hoạt động của nhóm này là trái với quy định của pháp luật. Ngoài ra, nhóm còn vi phạm
luật về lập quản lý tên miền Việt Nam thời báo không đăng ký xin phép cơ quan chức năng theo quy định tại nghị định 72, nghị định của chính phủ. Đấy. Đúng rồi, tội tụi ba sọc với đám dân chủ nó đấu tranh ngu lắm. Cái ở đây này, chúng ta cần ấy, thì vạch mặt, đưa cái bản chất của bọn chúng lên trên mạng xã hội này này, để cho bà con nhân dân khắp mọi miền của Tổ quốc, thậm chí cả bà con đang sinh sống và làm việc công tác học tập tại hải ngoại biết được cái bản chất của cái đám phản động này, để người ta cảnh giác, để người ta không bị mắc lừa, thậm chí bà con nhân dân ở trong nước không bị bọn chúng lôi kéo để vi phạm pháp luật nữa, không tham gia vào những cái cuộc biểu tình biểu tọt để gây mất an ninh trật tự ở các địa phương nữa. Đấy là cái mục đích của chúng ta vạch mặt bọn chúng. Mặc dù không được pháp luật công nhận nhưng IGAVN vẫn đề ra cái điều lệ nguyên tắc sinh hoạt tiêu chuẩn của hội viên, ban điều hành, cơ cấu tổ chức, các chi hội, ban chuyên môn. IGAVN ra tuyên bố là hội là không phân biệt quan điểm chính trị, giữ quan điểm làm báo ôn hòa, sự thật và khách quan về chính trị và xã hội. Những hầu hết các bài viết đều mang các màu sắc cá nhân, tư tưởng thù địch, đều có chung quan điểm là chống đảng, chống nhà nước. Đó là bản chất của cái hội nhà báo này. Cái mà Phạm Chí Dũng vẽ ra về một cái xã hội dân sự tiến bộ chỉ là cái cớ nhằm che đậy hoạt động chống phá đất nước, chống phá nhân dân. Đấy. Cũng như Phạm Chí Dũng ấy, các chân rết của ông ta cũng thực hiện các hoạt động tương tự, núp bóng xã hội dân sự. Cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tiếp tục mở rộng điều tra vụ án làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Phạm Chí Dũng cầm đầu ngày 18 tháng 5 2020 ấy. Cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Tường Thụy, đó là thành viên thứ hai. Bị can Nguyễn Tường Thụy này sinh ngày 5 tháng 9 năm 1950 tại Nam Định, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Cũng bị bắt theo cái quy định tại điều 117 của Bộ luật hình sự. Các quyết định lệnh bắt khởi tố ấy, đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn ngày 23 tháng 5. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở với Nguyễn Tường Thụy. Quá trình bị bắt ấy, khám xét đã được tiến hành theo đúng quy định pháp luật và thực hiện đúng theo cái quy định chung có cả cơ quan an ninh, tòa án, viện kiểm sát người ta đến đó, thu được tài liệu vật chứng có liên quan đến hành vi phạm tội phục vụ công tác điều tra vụ án. Đấy. Khoác áo xã hội dân sự ở trên mạng, ông Thụy tung ra các bài viết, các luận điệu đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc, cấu kết với các tổ chức phe phái bên ngoài gây bất ổn cho xã hội. Trước đây ông từng tự ứng cử đại biểu quốc hội, tuy nhiên lại bị lai lịch của ông ấy thì nhân dân địa phương không lạ. Theo dõi trên Facebook blog cá nhân của Nguyễn Tường Thụy và web của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam,
trong những năm qua cho thấy Nguyễn Tường Thụy đã viết và phát tán rất là nhiều bài viết có nội dung phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, đả kích xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Còn trường hợp khác có thể kể đến đó là Nguyễn Năng Tính. Mà Nguyễn Năng Tính này là mọi người đều biết rõ đó, là một thầy giáo, vợ cũng là một giảng viên của trường đại học. Mà Nguyễn Năng Tính này hoạt động rất là lâu rồi. Nguyễn Năng Tính bị tù lâu, kết án tù 11 năm 6 tháng và 5 năm quản chế. Những cái trường hợp này đều có sự liên kết móc nối với tổ chức Việt Tân nhé, mọi người nhớ một điều như vậy. Tại phiên tòa phúc thẩm vừa qua, các tài liệu chứng cứ do cơ quan chức năng điều tra thu thập một lần nữa đã chứng minh rằng bị cáo Nguyễn Năng Tính thông qua Facebook cá nhân đã viết nhiều bài có nội dung xuyên tạc bản chất của nhà nước Việt Nam, phủ nhận thành quả cách mạng của dân tộc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xuyên tạc lịch sử, xâm phạm chính quyền nhân dân và chế độ. Bị cáo là người có nhận thức, có hiểu biết nhưng thể hiện sự coi thường pháp luật, có hành vi chống đối nhà nước trong cái thời gian dài. Lê Phước Hiền chia sẻ bằng Messenger cho ba sọc nó nhảy vào đi. Chống lưng cho những người núp bóng xã hội dân sự để hoạt động chống phá nhà nước là các tổ chức thù địch phản động, các phần tử cơ hội. Chẳng hạn như khi cơ quan điều tra khởi tố bắt giam bị can Nguyễn Tường Thụy trên một số trang mạng ngoài nước và Facebook, đối tượng chống phá trong nước đã ngay lập tức lan truyền các thông tin thất thiệt, bóp méo bản chất sự việc. Một số đối tượng đến khu vực nhà riêng bị can quay clip các trang mạng nước ngoài tường thuật trực tiếp phỏng vấn người nhà, người ở chứng kiến với nội dung vu cáo chính quyền, công an tra tấn, bắt người vô cớ. Những clip, bài viết này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội gây nhiễu loạn thông tin. Đấy. Các trang mạng phản động ở ngoài rất là nhiều, đặc biệt là các group mà bọn chúng lập ra rất là nhiều. Trang Việt Tân, trang này khoảng 2 triệu người người ta theo dõi. Các blogger này, các đài báo phản động, VOA, RFA, BBC, SBTN. Đấy. Còn thêm các Facebooker livestream nữa. Như Trương Quốc Huy, N10TV, Việt Lai, Ánh Chi, Thùy Dương, Ánh Chi ở bên Pháp, Thùy Dương ở bên Úc. Trần Nhật Phong bên Mỹ, rất là nhiều. Còn Ngô Kỷ, Ngô Kiết, các thứ, cái loại xàm xiếc không đáng nói. Đó là con điếm mồm thôi. Trong những cái bài viết gần đây của các đối tượng cố tình xuyên tạc ấy, chúng gán ghép các chữ nhà yêu nước, nhà đấu tranh vì tự do dân chủ để vu cáo bị bắt vì bày tỏ cái lòng yêu nước. Đấy, các thông tin này sâu chuối một số đối tượng phạm pháp bị bắt gần đây rồi xuyên tạc rằng đang có đợt trấn áp bắt người bất đồng chính kiến rồi diễn ra trước thềm đại hội Đảng, từ đó suy diễn ra vấn đề này có liên quan đến đấu tranh chính trị trước đại hội. Đó là cái mục đích của bọn chúng. Bọn chúng nói thế nào cũng được, bọn chúng suy diễn kiểu gì cũng được. Từ không nói có, từ có nói không.
bọn chúng làm điếm mồm quen rồi nên là chúng nói ra không biết ngượng mồm là gì đâu. Thực tế việc khởi tố bắt giam các đối tượng á, trong bất kỳ cái vụ án nào cơ quan điều tra đều phải tuân thủ quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Trong các vụ án Phạm Chí Dũng và những bị can có liên quan cũng vậy, không có chuyện cơ quan an ninh điều tra vô cớ bắt giam, không có lệnh nha, không có biên bản kiểu hòa mù á, mà bọn chúng nói là bắt bất chấp, mà thực tế là không phải như vậy. Những cái luận điệu của các đối tượng tung lên ấy, cơ quan an ninh điều tra đã thông tin rõ rồi, bị can Nguyễn Tường Thụy bị bắt về tội phản động theo quy định 117 của Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nha. Còn về thủ tục tố tụng á, các quyết định lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn qua quá trình bắt khám xét được tiến hành theo đúng quy định pháp luật và đã thu giữ nhiều tài liệu vật chứng có liên quan đến hành vi phạm tội phục vụ công tác điều tra vụ án. Như vậy không hề có việc mập mờ bắt giữ vô cớ như những cái trang mạng hay là những cái đài phản động bọn chúng rêu rao suốt trong cái thời gian qua. Mới gần đây thôi, thí dụ như ba mẹ con Cấn Thị Thêu này, Tâm tức Tâm Nguyễn Thị Tâm Dương Nội này, bọn chúng cũng áp dụng cái chiêu bài bắt người vô cớ này, không có lệnh liếc, sau là bọn chúng tổ chức cho cái đám dân oan tham ấy lên đòi người. Đấy. Chào Nguyễn Đức, chào tất cả mọi người nhé, dù vì mày nói không chào hết được mọi người. Theo giáo sư tiến sĩ Bùi Quảng Bạ, tuy có nhiều can thiệp, nhiều cách tiếp cận, nhìn nhận, đánh giá và quan niệm khác nhau về xã hội dân sự, tùy thuộc mỗi giai đoạn lịch sử và những cái hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của từng giai đoạn lịch sử đó, nhưng các quan điểm của các học giả phương Tây đều gặp nhau ở những cái điểm chốt, điểm cốt lõi về bản chất xã hội dân sự là xã hội tự lập phi nhà nước được hình thành và vận hành trong không gian công cộng và tư nhân nằm ngoài vùng ảnh hưởng trực tiếp của yếu tố nhà nước. Đó là sự khác biệt giữa xã hội dân sự với xã hội quân sự hay xã hội chính trị nhà nước. Nhưng xã hội dân sự có thể được nhà nước hậu thuẫn. Tuy nhiên, những như đã phân tích trên ấy, các đối tượng chống phá thường núp bóng xã hội dân sự để thực hiện các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại sự ổn định của đất nước và mục tiêu cuối cùng là nhằm lật đổ chế độ. Chiêu trò của các tổ chức hoạt động phi pháp này là vờ tung vai trò phản biện xã hội, kêu gọi đa nguyên, đa đảng, hướng lái hoạt động của các tổ chức khoác áo xã hội dân sự này để kích động chống phá. Các đối tượng thúc đẩy xu hướng thoát ly sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý của nhà nước, đưa ra các yêu sách đòi hỏi phi lý. Đấy. Mà bọn chúng đòi hỏi những cái gì? Đòi hỏi trưng cầu dân ý, đòi hỏi chính phủ phải làm như thế này, làm thế kia. Bây giờ ví dụ như Biển Đông đang nóng lên, đòi hỏi chính phủ phải với quốc hội, nhà nước phải đưa quân đội ra Hoàng Sa, Trường Sa để đánh lại Trung Quốc khi tàu bè Trung Quốc nó xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Đó là những cái chúng đòi hỏi cực kỳ phi lý. Xong bọn chúng còn đòi hỏi gì? Đòi hỏi những cái quyền lợi mà không thuộc về bọn chúng. Bọn chúng tổ chức ra nhiều hội nhóm đoàn thể, thí dụ bên công giáo
ở một số địa phương có tham gia vào những cái tổ chức phản động theo, có thể theo tổ chức Việt Tân thì nói thẳng là theo tổ chức Việt Tân ấy, xây chùa, xây chiền, xây nhà thờ tại những cái khu đất công cộng, thí dụ như khuôn viên tập thể của địa phương, lấn chiếm đất đai xuống lòng sông, dựng thêm cái nhà thờ, mở rộng khuôn viên ra ruộng, ra đất nông nghiệp. Đấy. Còn nguy hiểm hơn, có một thời gian còn bọn chúng còn cho đám thanh niên công giáo mà theo cái tư tưởng gọi là đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập đó, lập rào cản, lập bót để kiểm soát người ra vào. Đấy. Đó là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, đối với cái đám dân chủ cuội, dân oan tham, nói chung là dân chủ cuội ấy, cả dân chủ cuội bót, dân chủ cuội về đất đai không có bìa đỏ hoặc xây dựng nhà cửa trái pháp luật, người ta dỡ bỏ đập phá đúng theo quy định của pháp luật, của luật đất đai hiện hành, thì các vị kêu là nhà nước cướp đất, cướp nhà, đơn thư khiếu nại lung tung. Đấy. Sau là kéo nhau lên Hà Nội biểu tình, chửi rủa lãnh đạo, phỉ báng đảng nhà nước. Thêm vào đó nữa, nhóm đấu tranh dân chủ cuội BOT bót á, những cái bót người ta lập ra, các anh các chị không qua đấy thì thôi, qua đấy các anh phải, các chị muốn nhanh qua đấy thì nó giảm cái con đường đáng nhẽ đi vòng thì phải khoảng 200-300 km, thì các anh các chị đi đấy khoảng hơn 100 km thôi, các anh các vị chị phải trả phí đường ngon hơn, thì các anh các chị đi cản trở giao thông, nói là bót bẩn, bót này, bót nợ thế kia. Đấy, đó là 2-3 cái ví dụ. Còn một số nhà đấu tranh dân chủ cuội nữa, bọn chúng đòi một cái này này rất là phi lý này, đòi y tế giáo dục của Việt Nam phải bằng các nước ở châu Âu, châu Mỹ, cụ thể là Mỹ đi. Có nghĩa là đi học không mất tiền, vào viện không mất tiền. Nhưng mà xin thưa rằng nhá, cái việc đó đi học không mất tiền ấy, trẻ em Việt Nam bây giờ từ mẫu giáo mầm non không phải mất học phí nữa. Như con tôi đi học này này, thậm chí nhà nước còn hỗ trợ tiền đi học. Đấy, chả phải mất. Thì các vị đòi hỏi, bảo là đi học phải được như nước ngoài. Vậy thì các vị muốn được như nước ngoài, các vị cho con, cho cái các vị ra nước ngoài học thử xem có mất học phí không, đúng không? Đấy, còn y tế thì các vị bảo y tế Việt Nam kém, thu tiền người dân. Trong cái đợt dịch Covid-19 này, nhà nước, chính phủ với bộ y tế có thu phí những người cách ly không, giãn cách xã hội không, là một. Thứ hai, những người bị mắc dịch bệnh Covid vào viện có phải mất tiền không, là hai. Cái thứ ba, y tế Việt Nam bảo là kém, thì đất nước Việt Nam có ai chết vì bệnh Covid chưa? Chưa. Nhìn nhận lại thế giới bên ngoài xem. Đó là cái mà chúng ta nên phân tích và nhìn nhận rõ. Nhưng bọn chúng cứ đòi hỏi vô lý vậy ấy. Những người lập ra một số tổ chức mang danh xã hội dân sự thường khi bị bắt ấy, xử lý theo pháp luật thì được các thế lực thù địch nó chụp cái mũ là nhà bất đồng chính kiến hay là tù nhân lương tâm.
Phương thức hoạt động của họ luôn nêu cao dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo. Đấy, để lấy cớ khát sâu vào các vấn đề nội bộ, các vụ việc trong đời sống xã hội, tạo ra các nhân tố gây bất ổn định từ bên trong để kẻ địch bên ngoài lấy cớ can thiệp vào sâu nội bộ đất nước của chúng ta. Tại sao cái đám dân chủ cuội này này nó phải chi một số tiền cho cái đám dân biểu ở bên nước Mỹ ấy, để khi nó họp Liên Hợp Quốc, nó họp cái đại hội đồng, nó họp xong là có một cái ban nói về vấn đề nhân quyền ấy, người ta đánh giá nhân quyền của các nước trên thế giới ấy, thì lúc nào cũng đánh giá Việt Nam là đàn áp nhân quyền, đàn áp tôn giáo. Thì chính từ cái bọn Việt Tân này với cái đám dân chủ cuội, nó bơm cho các thế lực thù địch, mà đứng sau các thế lực thù địch này là ai? Là tổ chức Vatican, CIA. Mà Việt Tân là cái thằng ma mánh nhất. Đấy. Chính vì thế, thường thường họ đánh giá Việt Nam không tốt đẹp mấy về cái việc mà gọi là dân chủ nhân quyền. Nhưng mà thực tế các nước tư bản như nước Mỹ bảo dân chủ nhân quyền, thì người dân nước Mỹ có được dân chủ nhân quyền như Việt Nam không? Hay các nước ở châu Âu có được dân chủ nhân quyền như Việt Nam không? Xin thưa rằng không, hoàn toàn không. Thể hiện ở đâu? Thể hiện cách đây được hơn một tháng, hai tháng về trước, cảnh sát người da trắng lấy đầu gối ghi vào cổ người da đen chết, sinh ra biểu tình loạn ở trên đất Mỹ. Không riêng gì vụ việc đó, mà từ các năm trước có rất là nhiều nhá. Người ta đánh đập, giết ở bên đó, súng bắn vô tội vạ, cảnh sát bắn chết người dân không hỏi lý do, rút súng ra kháng cự bắn. Cái đó có dân chủ nhân quyền không? Hay là cái dân chủ nhân quyền mà các vị đòi hỏi phải lấy vũ khí, vũ lực, máy bay chiến hạm, tên lửa đi đánh nước khác mới là nhân quyền? Đòi nhân quyền cho các nước tư bản khác hoặc là một số nước đối lập khác đi, không thuận theo nước Mỹ đi, thì có nhân quyền không? Người dân đòi dân nhân quyền cho người dân, thì trong lúc chiến tranh loạn lạc đó, người dân là người bị khổ sở nhất. Tên bay đạn lạc, người dân đói kém, chết chóc. Đó là cái nhân quyền, dân chủ nhân quyền mà các vị đem đến các nước, ví dụ như Syria, Iraq, Libya, một số nước ở châu Phi hay sao? Thì Dương Vi cho rằng những cái kẻ đó là kẻ phản động, phản quốc, bị người ta bắt tống giam cho vào tù. Vào tù rồi thì các bạn, không phải bạn nữa mà các vị là những thành phần dân chủ cuội đần độn ấy, còn đòi phải có cái gì? Có quạt, có điều hòa cho tù nhân. Tôi này ở nhà nhiều lúc còn không có quạt này này. Bởi vì sao? Bởi vì mất điện, khổ lắm. À, chào Tùng Lê nhá, Tùng Lê vào rồi đấy. Tùng Lê xem lại Ngọc Hiền ấy, dạo này căng quá rồi ấy. Chắc Covid, Corona nó sắp hỏi thăm sức khỏe gia đình của Tùng Lê sao, nên Ngọc Hiền tranh thủ ẳng ghê quá.